Vô. Thì như mọi người thấy ha, chúng ta lại tiếp tục với lại New Village của anh Long. Thì và mọi người cũng đã đọc cái tiêu đề của video rồi, cho nên là mọi người chúng biết chúng ta chuẩn bị làm gì, cái gì rồi ha. Ok, thì đây là một con New Village của thằng bạn mình. Và nó đang có một cái là 55291 đấy, khá là nhiều các thương bạo ha. Và Ly HP đó, rất là bất ngờ là Ly HP. Cho nên là con này nó đang là 40.000. Và chúng ta cùng coi hết di vật của con này này ha. 524 thì cái này nó tốt của dòng phụ, nhưng mà chúng ta có, mình nghĩ là chúng ta có thể thay thế được đấy. Mình nghĩ cái này có thể thay thế được. 10 này, cái này cũng có thể thay thế được nếu kiếm được một cái cũng có HP và nó cao cái tỷ lệ sát thương hơn. Cái còn lại thì nó cũng trung bình thôi, mình thấy những cái còn lại thì nó cũng ổn mà nó không có tới nỗi là quá là đặc sắc hoặc là có thể thay được. Cái này thì offset thì nó rất là tốt rồi, mình nghĩ là khó hơn cái này onset này. Cái này onset thì lại cũng quá ngon, thì mình nghĩ hai cái này là hơi khó hơn này. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ chắc chắn có thể nâng được ha. Ok, thì con này bé này có thể nâng cấp được và chúng ta sẽ ráng kiếm cái đồ nâng cấp cho con này. Đây đồ đầu này đó, hợp lý này. Cái này cũng giữ xem xét được ha. Vậy thì mình nghĩ không nâng cấp được, nhưng mà cũng có thể thử, có thể thử. HP onset 3 dòng mà dòng phụ vậy thì mình nghĩ không qua được cái cũ đâu ha. Nên là chúng ta sẽ không giữ cái đấy. Chúng ta nâng mấy cái đồ 3 dòng lên 4 dòng trước đi. Ok, mạnh cũng mạnh. Tấn công vô một lần này, các thương bạo vô một lần này, thêm một lần sát thương bạo, sát thương bạo này, wow, cuối hiệu quả nạp hả? Đối với mình thì 30 CV thì nó chưa đủ tốt mà, mặc dù 4 dòng nó ngon rồi, vậy chúng ta có thể xem xét là mấy cái lồng khác, mấy cái hoa khác coi có cái nào nó yếu hơn cái này không thì chúng ta có thể đổi ha. Okay, let's see. Thì cơ bản là cái này cái lồng duy nhất trừ cái đó ấy, và cái này thì mình thấy nó rất, nếu mà xét tính cách của mình thì mình thấy cái này nó khá là yếu ha. Mình nghĩ chắc là mình bỏ cũng không sao, đâu. Tiếc thế nhỉ, tiếc quá, không đủ tốt rồi. Không có đồng, không có hoa luôn này. Có một đồ này, nhưng mà nhìn cái đồ đó nó không ngon lắm ha. Một cái lông nữa và cái này cũng có thể nâng lên 4 được. Ok. Phòng ngự đây. Nhìn đâu thế nhở. Cái này cũng được. Ok, có đồ rồi đấy. Cái nó nâng lên 4 cho phòng ngự. Nón sát thương bạo, một cái nón tỷ lệ bạo. Ok. Chắc mình nghĩ mình sẽ nâng lông trước ha. Mày all in đi. Hả? Oh my god. Wow, nó né sạch. Có Hưng đây chắc Hưng cười chết đấy. Cười chết luôn. Ok, tới cái này chúng ta nâng từ từ này. Lần hụt này. Lần vô mà nó hơi min này. Lần nữa hụt đi. Đây ba lần hụt rồi thôi ha. Ê, chúng ta có một cái sát thương bạo này. Mà hai cái dòng phòng ngự thì lại làm mình nhìn hơi bất an ha. Ê, cái này mà thật sự là nó vô một vòng nữa là nó sẽ ngon hơn cái hiện tại nha. Let's see.
ơi, tiếc thế nhờ. Tiếc. Nếu mà vô một lần nữa là nó có thể tính về crit value thì nó sẽ cả. Chúng ta sẽ vẫn sẽ giữ cái này ha. Cái crit value nó cao hơn cái cũ rồi nhưng mà nó không đủ HP. Nên để coi coi là tương lai như thế nào, để coi tương lai như thế nào. Giữ được nè. Ê, tính ra chúng ta không có một cái ly hủy nào luôn á mọi người. Tôi thấy thì lại rất nhiều long. Đây, cái ly thái thường thì tôi thủy đầu tiên của chúng ta và nhìn nó cũng không có ngon lắm á. Hơi tiếc, hơi tiếc. Nó có thêm nhầm HP phần trăm nữa là mình ngon, mình chức á. Why? Đúng đúng là vua phòng ngự lại tấn công. Nó cho cái mũ HP không chịu đúng không mọi người? Một cái mũ HP là được rồi. Ráng nó cho cái mũ tỷ lệ nữa. Này giữ được luôn này. Ok. Cái này ai xài ta? Offset thì offset cho mấy nhân vật mà cần tinh thông mà cũng cần một xíu crit thì chắc cũng được. Nhưng mà nó cũng nghe nghe hơi kỳ á. Ít nhất cũng phải đảm bảo một cái lông có cái nâng cấp gì đó cho Nevilleth chứ đúng không mọi người? Đây, đó giống như cái này này. Ok. Hai cái liên tiếp luôn hả? Ngon. Ngon được, cũng được, cũng được. Đổi lại lần này chúng ta không có một cái đó nữa hết. Vô. Trời. Tiếc thế nhờ. Nó đã all in rồi, mặc dù hơi low roll nhưng mà nó all in rồi và nó cũng ráng, nó không không vô được nữa. Nó tệ hơn cái này này. Ừ bỏ đi ha, nó tệ hơn cái đó và cái đó nó đang gọi là nó có dòng, nó gọi là hai dòng nó như nhau quá cho nên là thôi bỏ đi. Vậy sao? Tinh thông mà tinh thông thì bỏ. Ta vô phòng ngự rồi mọi người. Thôi dục luôn nha. Ok giờ thì nó redeem đi redemption bằng cách nó vô hai cái này nhưng mà lần cuối nó vô phòng ngự này. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Đây cũng không đủ tốt luôn ha. Rồi, hơi tiếc, hơi tiếc. Tiếc thế nha. Không có hoa này. Công phòng B, sát thương bạo có HP phần trăm có thể lên 4 được. Are you sure about that? Tại sao phòng ngự hoài vậy? Hoài, sao phòng ngự hoài vậy? Bro. Phòng ngự tới chết à. Tôi là hạ tăng cơ nhưng mà tôi ăn cơ thì... ui cái này được này. Ok nhưng mà tôi tăng cơ theo kiểu HP mà chứ tôi đâu có tăng cơ theo kiểu phòng ngự đâu. Nó cho tôi phòng ngự hoài vậy. Có thể tăng vào lên 4 thử. Ừ nó vô phòng ngự luôn hay á. Nó vô hai lần phòng ngự luôn mới hay. All in luôn đi ha. Ok cũng được. Nó vô một nó đang chỉ bị lệch một lần. Đang vậy thôi. Đang chỉ bị lệch một lần. Ừ, vậy đó là hai lần rồi nó ok.
Chỉ được ha. Lại một đô này, lại tỷ lệ bạo. Cái này cũng tỷ lệ bạo nhưng mà nhé, nhìn nó kỳ, nhìn cũng được, thôi lên 4 cũng được ha. 4 lên 4 cũng được. Ê, cái này ngon hơn cái này ngón, có vẻ là cái nón sát thương bạo ngon nhất của chúng ta rồi đấy. Ok. Thêm lần đi cho ngon này. Nice. Cái này chứ. Này thật ra là nếu mà tính về role value thì cái này sẽ rất là tốt cho một vài nhân vật, nhưng mà mình không biết, chắc chắn là không cho Neverlet ha. Ok. Phạm chép bang 1000 tháng nhân vật. Chép 1000 tháng nhân vật cho Neverlet. Thì tôi có một cái lông. Chưa kịp nói hết câu nữa, tính nói là chép 1000 tháng nhân vật cho Neverlet và tôi nâng cấp cho tất cả nhân vật khác. Nhưng mà chưa kịp nói hết là game nó tát cho mặt cái gì rồi. Ok. Lại nâng tiếp liền. Tiếp nâng tiếp. Tốt chưa này. Cái đang hiện tại đang lệch một lần thôi, chúng ta có thể xem xét lên một lần nữa ha. Ok, giờ lệch hai lần rồi thì tiếc rồi đó. Thật ra là nếu xét vô cái hiện tại của thằng bạn mình thì có thể thử thêm một lần nữa. Hy vọng là nó tốt hơn ha. Vô. Nó tốt hơn thiệt. 30 CV rồi đó, 30 mấy á, mấy á, mặc dù nó low roll ha, nhưng mà nói chung là nó vẫn vô lần cuối nên giữ được ha. Ok. Rồi, cái lông này rất là mạnh nè. Lông này rất mạnh luôn. Liệu chúng ta có đồ gì ngon không? Ok, nó né một lần phòng ngự rồi đấy. HP cũng được, ok. Ok, hiện tại đang ngon. Rồi. Mọi người à, trước khi mình nâng cái này á, thì nếu mà mọi người chưa subscribe thì mọi người hãy subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ kênh ha. Mọi người hãy nếu mà mọi người thích cái video này thì mọi người hãy cho cái video này một like và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video ha. Ok. Nào, ít nhất theo danh tiếng của mình là phải được một cái lông đi chứ. 3 2 1 được không? Wow. Được không? Khoan đã. Xét về role value thì mình nghĩ nó sẽ mạnh hơn cái này luôn á. Mình nghĩ nó ổn hơn không? Từ. Cái này vô 2 lần, cái này cũng vô 2 lần. Mình HP nó thấp hơn. Hơi tiếc ha. Nó ngang, nó gần ngang role value nhưng mà HP nó thấp hơn. Nhưng mà chúng ta có cộng thêm một cái lông, một cái hoa này. Cái bắt đầu cũng ổn rồi đấy, cũng ổn rồi. Cộng có được không ta? Thử được ha, thử không được. Cho cái ly thủy đi nào, hay cái nón đi, cái nón nào mạnh đó thì giữ lại nào. Hay không cho một cái nón là luôn ấy chứ. Cái kia low roll gì tỷ lệ quá, mình đang không muốn giữ cái này ha. Thôi kệ, đang thiếu đồ, chúng ta có thể giữ được. Cái này ngon này. Ok. Phòng ngự bỏ này, đương nhiên.
cũng phòng ngự luôn. Cái này sao? Hai phòng ngự rồi đó, chắc chắn mày không thể vô phòng ngự được nữa rồi đó. Ú. Vậy tại sao mày giờ vô phòng ngự ấy? Vô nào nữa đi. Ok, hợp lý, hợp lý. Chỉ là bạn lần nữa đi, làm ơn. Tiếc thế nhờ. Nhưng mà vẫn phải lên, nó lên 20 á, bởi vì chúng ta có khả năng là nó sẽ tốt hơn cái cũ. Cho nên đang hơi cay vô đây. Oh my god. Ok, ok. Ổn phết, ổn phết. Ok, cái này hiện tại là chắc chắn là ngon hơn cái cũ cái này. Nếu mà mọi người tính vào run TV không á thì chúng ta có thể cân bằng những đồ còn lại, tại vì có HP ở những đồ còn lại thì chúng ta cân được ha. Ok, khá là ổn, khá là ổn. Rồi về còn này sao? What are you capable of? Hết tổ, cái này nó hơi tệ ha. Xem xét lần nữa đi. Giữ được này, cái này cũng không, cái này thì không. Theo mục tiêu hiện tại là Neville thì không. Vật lý tấn công, tấn công HP. Không có ly luôn. Ok. Ok, lại thêm một cái lông nữa, thêm một cái hoa nữa. Ok, thêm cơ hội, thêm cơ hội. Cái này nhìn dòng phụ kỳ kỳ á, thôi bỏ đi. Tại vì chúng ta vừa có một cái rồi ha, mình nghĩ là bỏ cái này là hợp lý. Dòng phụ cái này cũng hơi tệ. Xin mình đi 2 luôn nè. Ê ê ê, 4 dòng này hơi hoàn hảo cho Neviet luôn nha, khoan đã. Nhưng mà nó vô nhiều HP quá. Mình nghĩ mình sẽ không sử dụng nó ha. Tuy là khó nhỉ. Ừ, cái đó mình thấy hơi nhiều HP quá cơ. Nhiều HP quá, chỉ như là nó bị thừa rồi, đang bị thừa ấy. Ok, hơi tiếc, hơi tiếc. Bỏ này. Ok, nâng cái này nè, tới lúc rồi. Cho một cái lồng đi. Cho đúng tiêu chí của kinh nào. Giờ lẽ giờ tự nhiên mình bị mất lồng rồi. Là một lần rồi. Khá là hai lần rồi đó. Thôi vậy thôi, bỏ. Tiếc thế nhảy, nãy giờ không được cái lồng nào la hồn luôn. Chắc bắt đầu bị lợi nguyền lồng rồi đấy. Giờ chuyển là mình chắp hết tất cả hoa được nhưng mà không có lông, hay là do hai set này ta. Tính là hoa mình gọi là lông mình chưa có cái nào đàng hoàng cái hai set này luôn á. Chẳng lẽ do vậy ta trời. Có một cái sát thương nguyên tố thủy và HP này chúng ta có thể thử ha. Cái cũng khá là hứa hẹn. Rất nhiều hoa và không có lông. Ê, khoan đã, từ. Cái HP double crit kìa. Wait, wait a minute. I think I lost my consciousness in a sixth dimension. Để bỏ này. Bỏ luôn này. Cho cái tỷ lệ bạo đi nào. Cảm ơn. Hiệu quả nạp à, thật ra nó cũng không tệ cho lắm hả. Một lần HP này, lần tiếp theo mà không vô sát thương bạo thì mình sẽ dùng ha.
À mà nó vô thái thường thiệt. Nghe lệnh nói cũng linh, nói cũng linh. Thêm lần nữa nữa mà không vô thái thương bạo dục. Ừ rồi đó, dục. đơn giản, ok. Rồi, nhân vật chính chúng ta hôm nay. Like, subscribe để mà bạn mình có một cái lông, một cái đồng hồ ngon ngon nào. Nhưng mà thằng bạn tới đây có cái đồng hồ ngon rồi, đồng hồ ngon hơn cái đồng hồ cũ. Ok, let's go. 3 2 1 Tao né sạch thiệt đó chứ. Này này. À, nó né gần sạch luôn. Hiểu à, mày có đồng hồ ngon rồi, mày đừng nâng đồng hồ nữa. Kệ cái giọng phòng ngự thì nó cũng cringe đấy. Tính là đồ nào cũng có phòng ngự hết, cay đấy nha. Thêm lần nữa đi. Hơi cay. Ấy cái này tốt phết này, nếu mà lên 4 nó có độ thì sẽ ngon này. Này cũng được. Một lại một cái hoa nữa. Ok. Rồi nâng độ thôi. Và cái này vô tỷ lệ bạo thiệt kìa. Ok. All in luôn đi. Mệt rồi. What the fuck? Nó cũng ráng lệch lần được nữa, thiệt cái chứ. Phải nó low roll luôn, cay thế nhờ. Phòng ngự thì chắc chắn là dùng rồi đấy. Ok. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu chiến thuật all in một nửa đi nào mọi người. Ai trước? À, all in một nửa này, all in nhưng mà không all in tới. Sao nhiều tinh thông vậy? À, là hai lần rồi. Thêm lần nữa cũng 30 CV thôi. Thôi, không ngang bằng được cái kia. Tiếp thế nhờ. Tiếp. Thôi, nửa tiếp. Not bad. Ê? Hay là phòng ngự ấy, nhưng mà nó vô hết. Còn lại vô. Cái thương bạo kìa. Ok, 27. 27 CV. Là trên 30 CV rồi đấy. Cái thằng bạn mình nó chưa, hình như mình cái này trên 30 này mà có HP phần trăm, nói chung là nó là một lựa chọn đấy, hợp lý. Mà hơi nhiều phòng ngự nhá. Hơi cay đấy. Nãy giờ độ hơi nhiều phòng ngự rồi đấy. À nó vô 2. Thôi, hai phòng ngự vậy thôi, không nâng nữa đâu. có mùi rồi. Chẳng lẽ trên 1000 tháng gì mà không có nâng cấp cho Neverlet, trời thiệt á hả? Lại thêm một cái lông nữa, ok. Cái này nâng 4 cũng được luôn. Cái này cũng được. Bông này. Hãy thiệt. HP. Đó, mới nói xong có luôn, ok. Bạn mình cầm chấn hay cho nên cầm cái nó HP là hoàn toàn có thể sử dụng được ha. Và nếu cần độ tốt thì nó có sẽ có một cái ly thủy ổn. Yeah. Quả nạp bỏ luôn. Ok, thôi đổi chiến thuật đi ha mọi người. Thôi. Chiến thuật không hiệu quả rồi.
Đây rồi chúng ta có cái nón HP này. Nãy giờ mới kiếm ra cái nón HP ấy chứ. Đấy, phải hết hết thanh di vật rồi mọi người. Hết luôn rồi này. Ok, 4.000, 4.000, 4.000 cũng 1.000 cái cũng nhanh đấy. Phải đi cũng nhanh luôn, ok. Nó đi cũng nhanh luôn. Nó đã min rồi chứ, mà nó lật hai lần nữa. Ok. Rồi, lần gần cuối cùng. À, nó vẫn cho mình một cái, ok, nó vẫn ráng cho mình một cái được để mình nâng, cũng hợp lý. Mà hết phút rồi, quan trọng là hết phút rồi, vậy lần sau mình không biết nha. Cái này nó thật ra nhìn nó cũng không tệ lắm. Giờ nâng lên luôn đi. Bởi nhìn nó hơi tệ đấy. Nhìn nó hơi tệ đấy. Ừ, nó tệ thiệt á. Nó min dữ dội luôn. Ok. Nói chung là sau 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 lần này nâng cấp này 1.000 thánh di vật ấy, cũng tầm 1.000 thánh di vật ấy, chúng ta có một cái hoa này đấy, một cái hoa mới, và đó một cái hoa mới đó, và cộng một cái hoa này luôn, và thêm một cái HP này với một cái siêu phòng ngự này. Mình mới nói cái phòng ngự rồi ha. Và chúng ta cũng có thêm một cái chúng ta cũng có thêm là một cái nón này ha, một cái nón này nó cũng khá là ổn này. Ok, cái nón này và một cái nón này luôn. Chưa biết xài cho ai được cái đó, nhưng mà và cũng là một cái, và một cái này nữa. Nói chung là để cân đồ ha, để những cái trên 10 lại cho bạn ấy cân đồ. Cái nói chung là không, mình thấy là không tới nổi tệ, tại vì có những con cũng có những đồ nâng cấp á, mặc dù chỉ là nâng cấp ở CV chứ không phải là thật sự nâng cấp ở ở những cái đồ mà quan trọng, nhưng mà để bạn ấy cân đồ lại cũng tốt ha. Ok. Mà buổi buổi này hơi trầm cảm, mà chắc là lần sau phải bưng Hưng vô lại đó, cho nó chắc là vậy mới hên thiệt. Hơi tiếc. Ok, và đó là kết thúc của video rồi ha. Nếu mà mọi người thích video này thì mọi người like, subscribe và ấn một nút chuông để ủng hộ cho kênh bọn mình làm thêm những cái video như thế này. Và mọi người hãy ủng hộ Weibo Game ở phần mô tả của video ha. Cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.